Thưa quý vị và các bạn, để chấn chỉnh tình trạng khai thác cát sạn trái phép trên địa bàn tỉnh, trong thời gian qua, các cấp ngành, các địa phương đã vào cuộc khá đồng bộ, nên đến thời điểm này, tình hình khai thác cát sạn trái phép trên sông cơ bản đã được ngăn chặn, trật tự an toàn giao thông thủy đã bước đầu được lập lại. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là những đơn vị được cấp phép khai thác trên địa bàn ít nên cũng không đáp ứng được yêu cầu. Giải quyết cho bài toán này như thế nào để vừa đảm bảo chặt chẽ về mặt quản lý, phát triển kinh tế xã hội của nhà nước và cũng hài hòa với lợi ích của người dân? Đây chính là nội dung mà chuyên mục Mỗi tuần một vấn đề ngày hôm nay chúng tôi sẽ đề cập tới. Do được quản lý chặt chẽ hơn, nên nguồn cát sạn cung cấp cho các doanh nghiệp trung chuyển, đại lý vật liệu xây dựng cát sạn trên địa bàn tỉnh trở nên khan hiếm hàng. Nhiều bãi tập kết của các doanh nghiệp không có cát sạn. Tại bãi tập kết vật liệu xây dựng Minh Tâm, đặt ở xóm 6, huyện Hưng Nguyên, chị Nguyễn Thị Lan, chủ bãi tập kết cho biết, nếu như những năm trước đây, thời điểm xây dựng rộ như bây giờ, thì mỗi tháng doanh nghiệp này sẽ tập kết và bán ra thị trường được khoảng từ 3.000 đến 4.000 mét khối cát. Thế nhưng, từ đầu năm đến nay, bãi tập kết này luôn khan hiếm hàng. Mỗi tháng chỉ tập kết được chưa đầy 1.000 mét khối. Mặc dù có nhiều doanh nghiệp ở các tỉnh khác đến đặt mua cát, sạn với khối lượng lớn, nhưng doanh nghiệp này không dám ký hợp đồng, vì biết chắc chắn là với tốc độ và doanh nghiệp khai thác như hiện nay, thì nguồn hàng sẽ không thể đáp ứng được. Doanh nghiệp thì tôi làm cũng gần 7 năm rồi, nhưng chưa có năm nào mà làm kém như năm nay. Năm nay thì chưa được 1/3 của mọi năm ấy. Thực trạng nguồn cung cấp cát sạn phục vụ thị trường xây dựng bị hạn chế diễn ra ở nhiều địa phương trong tỉnh. Tại huyện Đô Lương, chỉ mới có một doanh nghiệp được cấp giấy phép khai thác cát sạn. Mặc dù doanh nghiệp này có năng lực với hàng chục tàu hút cỡ lớn, có thể khai thác hàng trăm mét khối mỗi ngày, cộng thêm khu vực khai thác tập kết khá thuận lợi, nhưng cũng chưa đáp ứng được nhu cầu xây dựng dân dụng, cũng như xây dựng hạ tầng cơ sở ở địa phương. Địa bàn hiện nay thì khu huyện này mới được một cái công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Cực là được cấp phép. Do đó thì một số công ty và các xã thì cũng đã lên với các công ty ở Thanh Chương và ở là Tân Kỳ để mua cát sỏi là phục vụ cho việc xây dựng, cho nên là giá thành là cũng khó cao, cho nên trong việc khó khăn cho việc xây dựng nông thôn mới. Toàn tỉnh hiện nay chỉ có 8 doanh nghiệp được cấp phép khai thác, bao gồm ở huyện Diễn Châu, thành phố Vinh, Tân Kỳ, Anh Sơn và Nghĩa Đàn. Chính vì số lượng ít ỏi các doanh nghiệp được khai thác, nên phong trào xây dựng nông thôn mới tại một số địa phương có phần bị chững lại ở lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn, công trình xây dựng dân dụng. Do khan hiếm nên giá thành khi xây dựng công trình bị tăng lên, tác động đến mức đóng góp của nhân dân. Riêng cái lĩnh vực xây dựng cơ bản thì có thể nói là năm nay là chậm hơn so với cái tiến độ ngoài năm, cũng như là giao thông nông thôn đấy. Thì là cái chuyện cung ứng xi măng của chúng ta cũng chưa kịp thời so với nhu cầu của các xã và các huyện đặt ra. Những cái tổng thể mà nói thì là đang thiếu về cát với sỏi để xây dựng những cái chương trình nông thôn mới. Cho nên đây là một cái nguyên nhân mà làm cho cái tiến độ xây dựng cơ bản trong lĩnh vực nông thôn mới chậm tiến độ hơn so với chu kỳ của năm trước. Hiện nay, theo tổng hợp của ngành tài nguyên và môi trường, thì trên địa bàn tỉnh đã có thêm 28 doanh nghiệp được cấp phép thăm dò cát sạn. Tuy nhiên, để cấp phép khai thác được cho các doanh nghiệp này, cũng cần phải có một quy trình thủ tục pháp lý chặt chẽ, chứ không phải một sớm một chiều. Trong đó, điều cần quan tâm nhất là phải có một đánh giá tác động môi trường cụ thể cho từng khu vực thăm dò và dự kiến sẽ cấp phép khai thác. Bởi vì trong thực tế, có những địa điểm chỉ mới có giấy phép thăm dò mà nhân dân đã có những phản ứng không đồng tình, lo lắng về những hậu quả nếu khai thác dọc sông ven bãi của địa phương. Tại xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, đây là hình ảnh tư liệu mà chính quyền địa phương đã quay lại được nạn khai thác cát trái phép vào thời gian trước đây. Việc khai thác như vậy, cùng với một số nguyên nhân khác đã làm cho bãi bồi của xã mất đi hàng chục hecta. Theo người dân địa phương, thì đến nay, bãi bồi của xã Vĩnh Sơn đã bị sạt lở vào sâu hơn 30 mét, dài theo dọc sông Lam hơn 1,5 km. Hàng năm nó có mấy hecta là bị sạt lở. Đời sống nhân dân thì đó là như hiện nay có một cái là để khai thác cát sạn mà quy hoạch của tỉnh của huyện như đó. Thì đối với người dân xã Vĩnh Sơn nói chung, cả xã dân Vĩnh Sơn thì không đồng lòng với những vấn đề đó với đời sống nhân dân gửi gắm trên cái mảnh đất này. Đối với Vĩnh Sơn thì chúng tôi cũng đề nghị là ủy ban nhân huyện và các ủy ban nhân tỉnh thì quan tâm
là xem xét là cái thăm dò cái khu vực là làm sao cho đảm bảo đỡ là ảnh hưởng đến cái sạt lở và cái đất sản xuất nông nghiệp của bà con. Rõ ràng khi tăng cường công tác quản lý, hiệu quả thấy rõ nhất là hạn chế được nạn khai thác bừa bãi, bảo vệ được tài nguyên khoáng sản, từ đó đưa việc khai thác vào quy củ, quản lý được khu vực quy hoạch, tăng nguồn thu cho ngân sách, quản lý được lao động và doanh nghiệp. Rõ ràng sau quản lý chặt chẽ thì tình hình khai thác cát trái phép đã giảm. Tuy nhiên sau vấn đề này thì cũng không đáp ứng được cầu về cái vật liệu xây dựng. Vì vậy đón trước vấn đề này thì sở đã tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh về quan điểm là phải siết chặt về khai thác khoáng sản trái phép. Song song với đó thì chúng tôi đẩy mạnh công tác cải cách hành chính để thẩm định cho các đơn vị đã nộp hồ sơ, phối hợp đồng bộ với các ngành, các cấp trong công tác quy hoạch khoáng sản, khoanh định khu vực cấm để đưa các cái khu vực được đáp ứng được cái điều kiện theo quy định của pháp luật trong công tác cấp phép. Như vậy, về mặt lâu dài, để triệt tiêu được nạn cát tặc, cân bằng được lợi ích trong quá trình khai thác khoáng sản cát sạn trên sông, tránh thất thu nguồn thuế tài nguyên cho nhà nước, đảm bảo cung ứng đủ nhu cầu về vật liệu xây dựng, thì các cơ quan chức năng cần sớm cấp phép khai thác cát sạn cho những doanh nghiệp có đủ điều kiện, quy hoạch, khoanh vùng khai thác cho doanh nghiệp và người dân, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Có như vậy thì công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực khai thác cát sạn mới có tính ổn định, bền vững.